Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi tại tỉnh Bình Định, tối qua thì vòng chung kết giải cờ tướng thần đồng đất Việt 2024 đã kết thúc. Kỳ thủ đã giành được chức vô địch là Chu Đức Huy của đơn vị Quảng Ninh. Bên cạnh số tiền thưởng lớn thì giải năm nay còn có những suất học bổng đầy giá trị dành cho các kỳ thủ. Thần đồng cờ tướng Việt Nam 2024 là giải đấu dành cho các kỳ thủ nhí ở lứa tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Giải đấu nhằm tôn vinh trí tuệ do Liên đoàn cờ tướng Việt Nam, Hội thể thao học sinh Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp thực hiện. Năm nay, giải đấu thu hút hơn 3.000 kỳ thủ tham dự. Sau vòng loại, 38 kỳ thủ xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết để tranh chức vô địch. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi của vòng chung kết, hai kỳ thủ xuất sắc nhất là Chu Đức Huy của Quảng Ninh và Lê Pha của Thành phố Hồ Chí Minh đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Với lối chơi đầy tự tin và phóng khoáng, kỳ thủ 11 tuổi Chu Đức Huy đã giành chức vô địch. Phần thưởng cho nhà vô địch là 50 triệu đồng cùng suất học bổng toàn phần trong vòng 5 năm tại Liên đoàn cờ tướng Việt Nam. Giá trị học bổng là 5 triệu đồng một tháng. Á quân giành phần thưởng là 30 triệu đồng và mức học bổng 3 năm với giá trị 2 triệu đồng một tháng. Giải ba nhận thưởng 20 triệu đồng và hưởng mức học bổng 1 năm, giá trị 1 triệu đồng một tháng. Đây rõ ràng là sân chơi đầy bổ ích và giá trị với các kỳ thủ nhí. Anh thấy là cái giải này là cũng cảm ơn ban tổ chức là tạo điều kiện cho các bé rất là tốt, sân chơi bổ ích, lành mạnh. Và ở nơi đây là em thấy là hội tụ những tinh hoa như thế này thì em thấy rất là tốt. Em lần đầu tiên là em thấy cũng hơi vỡ ngỡ, tổ chức quá trời xuất sắc. Theo dự kiến, phía Liên đoàn cờ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra những sân chơi tìm kiếm tài năng cờ tướng Việt Nam. Những vận động viên đạt thành tích cao như Chu Đức Huy hay Lê Pha sẽ có cơ hội trở thành nòng cốt của đội tuyển cờ tướng Việt Nam thi đấu tại các giải quốc tế trong tương lai.